chịu buồn. Mày ăn gì vậy? Hả? Mày ăn gì vậy? Ăn gì ăn xong rồi tôi mới rửa năng thần. Trời ơi, qua trễ rồi. Tôi canh rồi, tôi canh biết là thế nào, đúng giờ đúng giấc là ông cũng qua thử là tôi phải ăn trước khi giờ ông qua. Trời ơi, qua sớm. 5 phút là có ăn rồi. Mà ngày mai ông qua mấy giờ nó nghe coi. 12 rưỡi. 12 rưỡi vậy tôi canh chừng cỡ 12:15 là tôi ăn đi, ăn trước. Trời ơi, làm mình nhìn đói. Ê, nhưng mà tôi có cái rồi nè. Gì? Cái này là đố ông là cái này gì? Chả trống dính. Chả trống dính đúng không? Ừ. Nhưng mà bữa nay hết chín rồi. Em thấy anh trà bùi nhùi bằng sắt thì thấy thua rồi. Đâu, nó dạng như là nó đã không còn dính nữa thì mình cứ trà thoải mái, cái gì đâu mình sợ trời. Đúng không? Người ta kêu là, nói chung là từ trống dính á là người ta kỳ trà bằng mấy cái này nè. Thì kỳ thì đồng ý, tôi biết vô hay biết, nhưng mà bây giờ cái này là nó không còn cái gọi là cái lớp men chống dính nữa, nó bị hư rồi. Ừ, gọi là nó hư rồi đó, thì trà thoải mái đúng không, cái chuyện đó đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng đó. Thử là cái này hư là mình không còn gọi là chảo chống dính nữa, gọi là cái chảo gọi là bị dính, mình khôi phục lại được mà. Sao mà khôi phục được, nói chuyện cười quá. Khôi phục lại chảo chống dính 80%. Nhưng mà nó có cái chất men đây sao khôi phục thần? Nghĩa là cái đây nó có men mà cái chất men này nó bị bung hay là nó bị xước do. Thì anh trà cái này nè, nó bay cái lớp men đi rồi. Thì mình thử là nó hư rồi thì đâu cần khôi phục nữa đâu. Thì mình khôi phục lại 80% cũng được rồi. Được không? Được. Ông có nổ lựu đạn không? Thiệt đúng không? Vì nếu mà khôi phục được thì tôi sẽ nấu lại một bữa khác cho ông ăn bây giờ luôn. Đúng rồi, em đang đói. À, mì gói được không? Cũng được. Để có một miếng gì đói, một gói gì no đi. Đúng rồi. Vậy ha. Ông vô chỉ tôi nha. Ừ. Đi. Ok, test thử cho anh coi nha. Đọc quả trứng cho xem thử có dính không. Đồ, là dính cái quả trứng luôn á nha. Nhà trứng gà ta không nè. À, trứng gà ta không hả? Gà ta không à. Sao trứng gà công nghiệp không? Bỏ vô lỡ có hư cũng đỡ. Ừ, để mua trứng gà công nghiệp đi. Thôi, giờ đi mua cũng đúng vậy. À, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách khôi phục chảo chống dính. Nó bị dính nha. Rồi anh đổ vô. Chảo dính không nha. Này chảo không dính thì chắc chắn không dính rồi. Đang khôi phục lại để xem sao. Nhưng mà cái chảo này hư rồi. Hư rồi hả? À. Để xem thử ra. Chắc được, ấy mà nóng lắm. Rồi, tắt đi. Tắt rồi, bỏ vô là ăn luôn rồi đó. Chín nè. À, thôi để cho nó nóng. Ừ. Chảo trong dính mà theo trong quảng cáo á là tập vô tắt lan là nó chạy luôn. Nó chạy đồ tí ta đưa lên luôn. Đó. Ủa chứ không phải là phải cho miếng dầu á, bể trứng. Chảo dính là anh tập trứng vô là lên luôn. Sao quần? Thiệt. Coi chừng nó làm. Anh không coi quảng cáo Trung Quốc hả? Trung Quốc thì ai biết nó bựa rồi đó, hồi nào giờ đâu. Bựa rồi. Ok, đây cho nó khô đi. Để cho nó khô đi. Để cho anh coi luôn nè. Để coi nó có dính không nha. Ừ. Mình lắc, mình mở ra, mình thử ra nó có dính không biết liền gì. Chứ mình cho dầu nó làm gì nữa. Để nó trơn đúng không? Đúng rồi. Anh được khửi mấy cái máng ra đi. À, dính sát luôn. Dính nha. Dính cái này dính cứng gắt mà. Rồi ok, dính, chảo này là dính. Đúng rồi, dính cứng gắt nè. Rồi ok. Giờ lấy ra đúng không? Để chín ra ăn luôn. Rồi nha, test lần đầu tiên cái này nó dính nha. Chảo chống dính bị hư rồi. Ừ. Nó dính trứng. Rửa sạch đúng không? Rồi. Anh có sữa tươi không đường không? Có. Rồi anh đổ miếng vô anh nấu. Nhớ là sữa tươi không đường nha, cho mọi người coi nè. Đây là sữa tươi không đường, mọi người đổ vô chảo chống dính, mọi người nấu. Đó, mọi người đổ vô. Rồi mọi người nấu cho nó sôi lên nha. Rồi ok, sau khi một khô nó rút hết phần dừng này, anh mang đi anh rửa đi, cho mình test lại anh coi. Thì rửa nó không phải trở lại bình thường mà ta. Sao để cho nước tùm lum vậy? Ok, sau khi chúng ta rửa xong. Nó mà không dính thì tôi cạo đầu không. Lúc cho chảo hơi nóng một xíu. Khô nước đi. Rồi, thật trứng vô. Rồi, để đi. Cho trứng nó chín. Rửa lại. Khi mà trứng chín, thử rồi, xem chín không. Ê. Ê, nó khôi phục được rồi, gọi là phải là 80% rồi đó. Đúng rồi. Mà cái ê, sao nó nhìn nó láng ta. Nè. Ừ. Có đâu dính đâu. Chắc 80% mà chiên không dầu nha. Ừ, cái chiên dầu thì bao luôn rồi, yên tâm. Mình ăn test không dầu mà. Nó không có bám chặt như lúc nãy nữa. Nó ăn tiền cho đó đó. Nè. Ừ. Hơn nãy rất nhiều đúng không? Trời ơi. Đây là cách khắc phục chảo chống dính bị hư nha. Thấy anh không? Nè. Ừ. Nào đó. Khắc phục cho mọi người được 80%. Không hoàn hảo. Anh mới mua nhưng thực sự đã như vậy là rất là ok rồi. Vậy là ok lắm rồi này. Đó, đây là hướng dẫn cho mọi người cách khôi phục chảo chống dính bị hư nha. Đơn giản vậy thôi. À, chúc đại gia đình xem video vui vẻ. Ê, còn có làm cái chảo mà không dính thành chảo chống dính không? Không, chảo đó không biết làm. Mầm.